chương trình. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng thưởng thức tiết mục Mashup Việt Nam Indo đến từ các đại sứ quán Indonesia. Ladies and gentlemen, for the upcoming performance, please welcome the Embassy of Indonesia. Indonesia. Trên con đường dài tôi bước, tôi sẽ gặp những khó khăn. Và có đôi khi tôi nghe mọi người vẫn nói, mình cố gắng sẽ không bao giờ đạt được đâu. Dù biết rất có đơn đau và mất đi hy vọng, tôi vẫn vững bước tiến về phía trước. Để trong tim tôi niềm tin còn mãi luôn đong đầy, một khát khao đang được cháy. Giờ đây là we'll be right back.